Tử vi về ngày 28 tháng 12 âm lịch Mậu Tý. Xin kính chào quý khán giả của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Từ xa xưa, ông cha ta mỗi khi muốn tiến hành một công việc nào đó đều chọn ngày tốt để cầu mong mọi việc được hanh thông. Chương trình tử vi hàng ngày, luận giải cát hung hàng ngày của kênh Phong thủy Gia Cát sẽ gửi tới quý anh chị biết ngày hôm nay là ngày tốt hay xấu đối với tuổi của anh chị. Những công việc đại sự nào có thể tiến hành hay không nên làm gì trong ngày này, từ đó giúp anh chị biết được nên làm gì và lên kế hoạch sắp xếp công việc được hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất cho bản thân. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải về cát hung của ngày 28 tháng 12 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Quan về ngày 28 tháng 12 âm lịch. Ngày 28 tháng 12 năm 2020 âm lịch, còn gọi là ngày 28 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày 9 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Mậu Tý, có nạp âm tức ngày 9 tháng 2 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Mậu Tý, có nạp âm là tích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Do Tý và Ngọ chính xung, Mậu dương thổ khắc Nhâm dương thủy, giáp dương mộc khắc Mậu dương thổ. Đây gọi là thiên khắc, địa xung nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 1942 và 2002, tuổi Giáp Ngọ sinh vào các năm 1954 và 2014. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 28 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý dương thủy gặp Mậu dương thổ là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tý nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. May mắn trong ngày, phương diện tài lộc vẫn khá tốt, dù lương thưởng không nhiều nhưng bản mệnh vẫn kỳ vọng vào đủ để chi tiêu, mua sắm trong dịp này. Trong ngày còn có tướng tinh chiếu mệnh là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền và quần hung. Vì vậy trong ngày này, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được sự thăng tiến, mong muốn trong công việc. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bùa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Mậu dương thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Sửu trong ngày hôm nay nên chú ý về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Trong ngày còn có thiên ất quý nhân và quốc ấn chiếu mệnh là những cát tinh đem lại may mắn tài lộc cho bản mệnh trong ngày hôm nay. Thiên ất quý nhân là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Còn các thần quốc ấn là chủ về quan vận, nên những gia chủ tuổi Sửu nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, vì Tý Sửu là tương hợp sẽ có nhiều cơ hội hợp tác phát triển cho người tuổi Sửu. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, bản mệnh nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân, đem lại cát lành, may mắn cho bản mệnh hóa giải thị phi. Thứ ba, tuổi Dần. Sơn Dương Mộc gặp Mậu Dương Thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần sẽ dễ có được tài lộc. Công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ dễ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh lại hợp quan ấn, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp Mậu dương thổ là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất.
Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều vấn đề sức khỏe của mình do ngày này có nạp âm là hỏa nên cần chú ý nhiều về vấn đề các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Trong ngày, còn có sao hàm tinh chiếu tới mang lại may mắn về vận đào hoa cho các gia chủ tuổi Mão. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình. Các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi, ảnh hưởng lớn bởi hình thái tuế và sao lục hại đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi, nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp hung, hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc. Thứ năm tuổi Thìn thì dương thổ gặp mậu dương thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày có tướng tinh, chiếu mệnh là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quận hung. Vì vậy trong ngày này, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Ngoài ra còn có cát thần là thái cực, là ngôi sao chủ về thông minh, hàm học. Vậy nên trong ngày bản mệnh nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Đặc biệt những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ sáu tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp mậu dương thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tỵ, trong ngày này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh. Trong này còn có cát tinh, thiên lộc, đóng mệnh. Đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 canh Tý, thiên can lưu niên, canh kim là thiên tài tinh của Tỵ, thái tuế Tý, Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lương vượng, sự nghiệp, cầu tài sẽ đều có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khi tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Thứ bảy tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp mậu dương thổ là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Ngọ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Bên cạnh đó còn có hung tinh kình dương chủ về tai họa, thương tật, cho nên gia chủ cần chú ý tránh những tranh cãi không đáng có, đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận cho ai. Bên cạnh đó trong năm canh Tý, tuổi Ngọ còn phạm phải xung thái tuế, năm nay sẽ là một năm vất vả, nhiều vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp. Nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tý, Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận thêm những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ tám tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp mậu dương thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Mùi trong ngày nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Trong ngày có sao hàm trì chiếu tới mang lại may mắn về đào hoa cho các gia chủ tuổi Mùi. Với những người độc thân nên chú ý nắm bắt cơ hội để có thể tìm kiếm được một nửa của cuộc đời mình. May mắn còn có tuổi Mùi có thiên ất, quý nhân, thái cực đóng mệnh. Đây đều là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Đặc biệt vẫn tuổi lưu truyền đến năm 2020 canh Tý, ngay tuổi Mùi vì cùng thái tuế và năm Tý là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc gì cũng không thuận lợi, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi lại lấy may mắn sinh đem lại may mắn tài lộc cả năm. Thứ 9 tuổi Thân. Thân dương kim gặp mậu dương thổ là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thân nếu có cơ hội thì nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày có tướng tinh chiếu mệnh là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quận hung. Vì vậy, trong tháng này, bản mệnh cần nắm bắt cơ hội để nghe được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Bên cạnh đó sẽ có văn xương quý nhân chiếu mệnh là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao.
Phúc tinh giáng chiếu tới bản mệnh nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Bước sang năm 2020, thái tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giáp khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn. Thứ 10, tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp mậu dương thổ là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dậu nếu có cơ hội thì nên chủ động và chấp nhận thử thách, quét mã QR để có kết quả tốt hơn. Đồng thời vào năm 2020 canh Tý, do Dậu kim tương phá với địa chi lưu liên của năm là Tý Thủy nên gọi là phá thái tuế, vận thế năm nay ảm đạm có nhiều biến động. Tuy nhiên điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Kỵ, Dậu, Sửu, thông mọi điều, may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất dương thổ gặp mậu dương thổ là Tỷ Kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày còn có các tinh thái cực chiếu mệnh, đây đều là những các tinh chủ về đào hoa, may mắn. Cho nên những gia chủ tuổi Tuất cần nắm bắt cơ hội để phát triển công việc, tạo những mối quan hệ tốt đẹp. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều sự khởi sắc. Sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần. Cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giáp khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu ký nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. 12. Tuổi Hợi. Hợi dương thổ gặp mậu dương thổ là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, chú ý lời ăn tiếng nói, cần cẩn trọng những thị phi từ miệng mà ra. Trong ngày, có sao hàm chỉ chiếu tới mang lại may mắn về đào hoa cho các gia chủ. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi và năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh, thiên ấn chủ về áp lực và phiền não. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý, bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giáp khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 28 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình ngày một thuận lợi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.